Hôm nay mình tới thì thành bại gì? Sáu hồng tám. Hồng tám khởi công nhưng mà làm lại là mùng mấy? Ý là mấy ổng kêu làm trước á. Còn gì ta? Tức là mình làm hết 27 là ngày mai đúng không? Nhưng mà 28, 29 là mấy ổng cũng kêu mấy người nào làm thì làm á, là làm 2 ngày đó, với lại trước Tết làm 2 ngày nữa là mùng 6, mùng 7 là cũng làm luôn. Nhưng mà khởi công là tới mùng 8 mới bắt đầu khởi công toàn bộ á. Đó để một riêng ô mà
con của mình đi đi một ô. Thứ nhất thứ hai nữa là quan trọng nhất là chuẩn bị chiếc xe mình phải ghi, mất một cái là chết, cái nó mất là mình chịu đó. Nếu mà mình không ghi giấy xe mất thì mình chịu, tại vì mỗi bởi vậy có giấy xe. Còn nếu mà mình không ghi đó, ai mà nói là bây giờ tôi không còn lấy giấy xe, báo với nhân sự, báo với Liên nó bây giờ dưới đây người ta không giữ giấy xe, nếu không lấy giấy xe mất bởi vậy không chịu rồi. Còn nếu mà có giấy xe thì mình chịu, cái đó mình chắc hoàn toàn giờ là vậy rồi đó. Thì tối ngày mai, kể từ ngày mai là hai mà không mang dài mang dép, hai mang dép mà không mang dài mà dưới quần sọt họ không cho vô luôn, cho nó về luôn đó. Thì mình nói là phải làm rút lại từ bắt đầu kể từ ngày mai á, để qua Tết luôn. Còn thầy vụ qua Tết là để nó để một ô của nó, cái đó thì em biết tổng thiệt thì tôi sắp xếp được rồi. Cái giấy dán này viết xe thông báo này công nhân vô nhiều quá, chú nói kệ nó, chú cháu mình không là cái gì không bỏ qua, kệ đi con, chú cháu hòa đồng với nhau. Thì con có nhỏ nhẹ đâu, tự nhiên là chửi con là sao? Nói con hiểu là vậy đó, nhưng mà nói. Nhưng mà con nói chú, con làm như là đúng hay sai? Chú nãy chú có nói cái gì là cái người ta không là nhân sự, mặc dù có đáng tụi con đáng cháu mình, nhưng ở góc độ công ty, trong công ty nó ý là đây nè, con không có cần mà người khác phải sợ con, phải nể con, chủ yếu là mình làm đúng công việc của mình rồi, mình không có phải sợ ai hết. Mình phải hợp tác yên tâm chút xíu, chứ không phải là nói cái đầu như vậy là không có được. Còn ví dụ như giữa nó có sai công ty hoặc là đi viên không quyền kiểm trách nó, còn mình mà bảo vệ là mình không được thái độ vậy. Một lần này là tuyệt đối phải mấy ông mấy anh phải rút kinh nghiệm, có hai cũng vậy. Với lại chú làm gì lại thứ tám nha, cái chú đó con thấy là ổng không được nha. Đúng rồi, bữa mới vô là chị vô mới của bộ ổng thường hay quýnh bài với xưởng nha. Để đó chú qua đây, chị Nhung bắt một lần là con đã nói một lần rồi, đừng có để mà tái phạm lần hai nha. Nói chú nói rồi, chú nói bây giờ á công ty mới, công ty mới rồi chú phải sắp xếp cho đàng hoàng, cổng là công việc gì, ở dưới là công việc gì, sao sao không chứ đừng có mày chạy lên chạy xuống lăn xăng mới mốt cái không có chủ đó được. Ai ở vị trí nào phải ở vị trí đó thôi chứ, ý là vị trí nào nhưng mà công việc lại gì chú phải sắp xếp đàng hoàng rõ ràng. Bởi vì mốt người ta, ví dụ người ta có công việc nào liên quan tới cái người đó thì sẽ đi kiếm người đó. Bây giờ chắc qua tới nữa tôi xin cổng ấy bằng ngày 4 người quá anh ha. Ông Tám là để cho ông việc đó, ông ở dưới nhà ông ở dưới chỗ suốt á, cho mấy điểm đàn ông suốt. Còn anh thì em coi xe vô ra ở dưới cái số lượng nó báo lên xe, tôi còn cổng còn yếu cho vô xưởng vậy đi, cho nó ổn định đi. Cái sau này tại vì công việc nó nhiều quá, nó đúng là người nhiều quá, qua năm còn nhận công nhân vô nữa, mình phải làm cái đề xuất của công ty đề xuất của bên đây. Chứ theo dự định của nó là nó bằng ngày chỉ 3 người thôi, còn đêm 2 người mà thấy không sẽ tại vì lên trên lầu nữa, quá trời quá đất này, cũng như nãy có sự cố một cái đâu mà nay tú chạy. Nhưng mà tiếng đó cái người ổng là không được bỏ vị trí đó, ai làm gì làm ở cổng, mình có làm mình báo cáo thôi, chứ còn cổng là không, tiếng đó là không được bỏ cổng đi. Còn mấy vị trí dưới là phải đi kiểm tra. Con làm con không có ép ai hết, nhưng mà ý là con đã nói một lần rồi, đừng có để con nói lần thứ hai. Cái là gì đó thôi, chú nói vậy thì kệ đi con. Để còn cái vấn đề bên kia nói xúc phạm tới con cái gì thì chú nhắc nhở, chú nói là mình không có quyền nói chuyện người ta như vậy. Mặc dù là các chú đang con cháu mình luôn á, các chú đang con cháu mình, chú tán lên trước chửi xong rồi chú kêu bắt đầu lên từ đây thì sao là tuyệt đối là không có tình trạng nữa. Chú nói rồi, từ đây thì giờ sao là tuyệt đối không còn vấn đề nữa, tại vì nó đã mặt hồi nãy nó rồi. Còn mình ở đây nghe anh dọn dẹp cái phòng bảo vệ cho nó gọn gàng không thể tôi dọn. Bữa nay nhà chị Diệu nhắm quạt lên, chị mình không có nó bắt lên. Ngồi chú đó có giải quyết cái khăn rồi chưa chú? Bên đi anh ta. Bên đi ạ. Ok.
cái dấu chân ngỏng ngay cho cái vết tường nè, coi xử lý lại đen hơi là công ty mới đó chứ không phải công ty cũ đâu mà muốn đặt đồ đạp. Chính vì chỗ bác con ăn cát mình phải cá mình nấu phải có thể mình cho mình được